Kính thưa chư quý vị, chúng tôi xin thành kính đọc lại giảng xưa của ông sư giải Bán Khoai. Đây là cuốn thứ 8. Nam mô A Di Đà Phật. Mái trời mở hội đăng khoa, 13 tháng 9 trời ra một đêm, trời chiều mấy lần gió êm, giờ thân trời mới nổi lên rõ ràng. Điềm lành ba sắc tam quan, sắc đỏ sắc vàng lại với sắc xanh, một cái điềm ba sắc chẳng lành, ất sửu thanh tuất giờ thân không hiền. Một cái điềm ba diệt đạo quyền, 27 tháng này phút lại hiện ra. Phía đông cây bàn bao vàng, lại thêm cái lai khó mà biết kỳ bao. Trắng xanh vàng đỏ bốn màu, viết đời cần lắm khổ âu bây giờ. Sáng mà tu niệm kính thờ, tôi không có muốn ước mơ làm gì. Hào quang mà hiện sắc vàng là của tiên hoàng minh đế thanh dương. Hào quang chiếu đỏ lúa trường, đó là của nước kỳ thiên dương rõ ràng. Hào quang xanh của tần hoàng, hào quang sắc trắng của tây vậy mà. Cho nên ngày nó chiếu ra, 13 tháng 9 hiện ra rõ ràng. Nói cho già trẻ đắng tàn, viết đời gần chớ không xa mà chờ. Phật ký trời chiếu rõ tri cơ, có nghe không ép đi làm ngơ không nài. Xem trong Nam Quốc gái trai, không kiêng tông tổ theo loài quyền nghi ngư, dẫn nhau thì kết đi quán gây thù, nói xiền nói xéo theo loài ngưu lang. Khoe mình tài trí đa đoan, không kiêng tình tu chỉ sang ngũ hành. Nói rằng loài quỷ xuân xanh, cho nên thần nữ theo hành hai kinh, làm cho gia quyến nghi bất bình, nhỏ không nhìn lớn tại mình ngô ngang. Cõi trần mà đăng bình an,
nhờ đâu mà lại ở chế hàng ngũ dương. Qua sanh vạn vật cứ nuôi mình, cũng là trong hội ngũ dương vậy mà. Năm vị con của Ngọc Hoàng, cho nên cõi thế coi mà năm cung. Đại giang là liễu lục cung, coi về cõi nước chuyển luân cho trần. Đại lâm là mộc tinh quân, coi theo thảo mộc dạng dân điều nhờ. Đại địa là dĩ thổ quang, coi về sở đất cho trần hạ đây. Dạng dân gia đạo an hòa, hoặc là tư tán thì cũng là thổ quang. Quả tinh là gì lưỡi hồng, làm cho chính vật khi được trần độ thân. Kim tinh là ngọc báu châu, có diêm có bể mà nuôi cõi trần. Năm vị vốn thiệt năm thần, chẳng thiếu nợ trần sao lại theo kêu. Bởi cõi trần hai trớ triều, reo kêu thời tới cõi đài làm sao. Hay đời tôi lại ngắn ngào, rủa thôi rất độc lẽ nào dám dung. Rủa kêu cô hỷ thượng cung, bà quá bà thủy lại kêu thánh thần. Năm non bãi núi bà hồng, ôn hoàng dịch lệ lại kêu bài bàn. Lại kêu tinh ni tu vậy mà, cứu phẩm linh bà mười phẩm cung cô. Rủa kêu khắp hết thần linh, lại chê thần thánh chẳng linh chút cứ nào. Cho nên mười chín cõi vào trần gian, chớ trách đi hồn hào đừng than. Cũng đừng ý sức cứ nghìn ngang, thành thần không phải là hàng tay sai. Nói cho thiên hạ gái trai, từ đây riết tới chẳng sai bớ trần. Nói cho mà giữ lấy thân, đông tây nam bắc mười phần còn hai.
Cửa trời bốn phía mở khai, trách đi lòng ba tánh đi dài hoài không nhớ tin. Không truyền giới Phật chẳng linh, truyền rào ba tánh thì tại sao không gì. Xét trong thiên hạ vậy thầy, hùng hào xa ngục khi tiếng đời đồn xa. Người hiền thì ở trong gia, quê mùa nào biết kỳ tây tài chi đâu. Hồng hào thông thảo quần châu, mà tà cai đội ngục nào cũng nhì thông. Thấy vậy mà đau mà nồng, gắm trong thiên hạ như diêm trong lòng. Cớ sao chẳng xét cứ lấy thân, cứ lo bẻ nàng giống thần, giống nghi tiên. Cho nên nhiều kẻ lụy phiền, Phật trời thấy vậy nào yên trong lòng. Cho hàng chư sĩ Quan Âm, giáo người trần hạ kẻo lầm thần tiên. À sao chẳng biết làm hiền, cứ lo tranh đấu hết đi tiền mới thôi. Thấy ai đôi khó khúc kỳ côi, chẳng thương thì chớ biếm nay đoạn trường. Sang giàu như ngựa buông y cương, bằng y sĩ tiện như chuông đền vàng. Chứ rằng bần phú khó toan, xả thân cầu đạo nào mang công danh. Sang giàu mà chẳng làm lành, sao bằng tích đức khi để dành ngày sau. Khó nghèo tích đức cứ như đèn, sang giàu hung ác như kèn bi ai. Xuân hồi thì hạ mới lại, thu qua đông lại nào sai đâu làng. Bây giờ khác thể vậy mà, bốn mùa tam tiết vậy mà đổi xây. Thở nay đông chốt xuống đông, bây giờ xuân chốt khi đông hầu là thay. Từ đây tuất ơi tới đây,
Phật trời xây đổi đông tây khác mùa. Giáp ớt chưa biết thì tới chùa, binh dần thời mới biết đi chùa Đế Dương. Màu kỳ tam cõi đăng đàn, canh tân thì mới hiệp đàn phân ngôi. Nhân quy chư Phật kỳ ta bà, nhân vật thiên địa nhà nhà ấm mì non. Thương thai dài nhỏ dài tôi, dài hơn dài thì kia sao vẫn không giòn. Cứ lo chửi rủa đôi coi, không biết niệm Phật đi mà lo cứu mình. Có rủa kêu réo thần linh, hễ kêu thì tới trong kinh mặc cứ tình. Linh thần là gì? Thần quang thượng đồng cố hỷ con vua Ngọc Hoàng. Bài là bài phẩm nương nương, năm ông vốn thiệt kỳ Phật Dương gọi trần. Năm non bảy núi chư thần, thủy long một còi long cung giang hàng. Chúa sư là quân nghi dạy mà, cửu phẩm lệnh bà vốn thì kỳ cửu cung. Ông hoàng dịch lễ rất cơ hung, đại càng nam hải quốc gia cửu trùng. Nơi chỗ thiên hạ hai cùng, reo kêu thì tới khó dung ở chối trần. Phật ký biểu tôi giáo nhân dân, quyền trong già trẻ gái trai khai từ. Nếu mà rủa nửa thân hư, rủa người khác thể dung phân chối người. Dầu ai làm quấy thì cười, khuyên người sửa lại chớ đừng rủa chi. Chửi rủa mà có ít gì, chửi thời mang quà rủa thời mang tay. Quan công nào phải tay sai, cho nên cõi thế lại sai đến ngày. Bất kỳ già trẻ gái trai, dần nhau thì lại kêu màm quan y công. Nói rằng quan đế chẳng linh, dặn hầu bé hồng nó đi chỗ rồi. Quan công hiện hết
đi về trời, có đâu ở thế cho trần hạ say. Thấy vậy tôi lại ở phiền hoài, quan công không phải thiếu tiền gì đón. Mấy đứa họ hết cứ nghìn ngang, hãy cho hoàng đế đàn tràng dư an. Lại sai thái tử Na Tra, ngụy trưng thần tướng Châu Ba coi đài, rao truyền khắp hết Đông Tây, bốn phương thần thánh khó màng dùng cho. Nói cho mà giữ mà lo, đừng quen thói cũ mà bò nghiêu ngao. Phải dò lòng biển càng sâu, lên non mới biết kỳ non là bao cao. Hễ là cần thủy tri ngư, cần sơn tri điều, cần lắm biết rừng. Ngó lên mây bạc kỳ chính tầng, hai đàn tôi phước kỳ nửa mừng nửa tháng. Thương tôi giấc ngủ nào ăn, thương đời trần hạ thác quan mà sâu. Bởi chân chẳng biết càng sâu, cho nên mắt phải vào nơi thập sâu. Chết đâm chết chém rơi đầu, là người trộm cướp đi nào mà trách gì ai. Chết mà da thịt đi không mơ phai, là kêu thần thánh đi mà sai bất cứ người. Chết mà còn nói còn cười, là khi trong cõi ngũ hành chẳng linh. Chết mà mê sáng trong mơ mình, khinh khi thất tổ của mình chẳng linh. Chết mà lo sợ hãi kinh, là khi trời Phật nên mình thác kỳ quan. Chết mà chẳng thấy trối thang, là kêu ôn dịch thì nên mang khốn nghèo. Chết mà trôi nổi như bèo, ý vào tôn đức kỳ phạt rài tham thay. Chết mà bất kỳ cặp tri cơ, tài là hảo sắc kỳ ước mơ má hồng. Chết mà thân thể sẽ xài,
tài là lấy vợ giết cái chồng người ta, chết mà thân thể chẳng hoàng, tài mình ác đức chết mà treo thay. Thấy đời mà lại sâu tay, xin người dương thế phải suy lấy đời. Cũng đừng khi Phật ngao trời, cũng đừng khi dễ vậy mà tổ tông, cũng đừng chửi gió mắng giông, cũng đừng khi dễ thánh thần chăng linh. Cũng đừng chọc cái gái tốt xinh, cũng đừng rủa xả mà thân như chẳng toàn. Cái ác tùng thiên thời an, dầu cho có mất tay nàng cùng nghi quan. Cuộc cái đời khó nổi xét ra, còn nhiều cách tham đi còn xa bơi trần. Lớp thời hành bình trên không, lớp thời thủy lục khi lớp lối ra đồng, lớp thời đi đạp gai trông, lớp thì thầy có các châu thân chẳng lành. Lớp thời ông kiến căn mình, lớp thời ma quỷ hành hình ốm đi đau, lớp thời ôi nhột rất gào, chết thiệt trăm đàn mau rất kỹ là mau. Sáng mà tu niệm đi dôi trao, thời có trời Phật kỳ mau mau đổ mình. Nếu còn quen tánh bất kỳ mình, Phật trời thần thánh đâu dung như bất cứ bình. Cứ lo nhân đức kỳ thời hơn, cầu trời khấn Phật kỳ độ cơn hiểm nghèo. Ngân ngang như thể bầu đèo, có ngày rung cuốn mà trong nhớ nỗi gì. Nói cho già trẻ xét suy, người tu nào có ai bi ở bao giờ. Ác nhân như túng mời nước kỳ cờ, phải suy phải xét trí cơ bơi trần. Chữ rằng qua phước hai phần, hiền từ gặp phước qua lần lánh xa.
làm ác hoạn quả tại gia. Thánh thần trời Phật kỳ đâu tha gian tàn. Thánh thần cứu kẻ hiền từ, cứu kẻ niệm Phật kỳ, cứu người hiếu trung. Mấy đứa làm dữ làm gì hung, Phật trời thần thánh thì có dung nhớ bao giờ. Đừng thấy còn ruộng nghi mà mơ, tới chừng rốt việc kỳ như tới bị dài. Phật kỳ trời thần thánh thì dài dài, không nghe lời dài khó thai ở bơi trần. Thân này cực cứ nhọc cứ nào cần, cảm thương ba tánh ni muôn phần lâu đâu. Chuyện đời khó dài biết cứ bao, âm dương lộn lạo tổn hao thế trần. Bởi trần lôi quá muôn phần, cho nên lập hội long dân chọn người. Hiện từ thời đăng thánh thời, nghìn ngàn khó trốn đi lưới trời bơ dân. Lưới hồng búa khắp đi cõi trần, chuyển lưng bác kỳ quái còn trong nỗi gì. Hạ quân sao chốt cứ xét cứ suy, sự dòng nào có khác chi sự tồn. Chết thời mất xác còn hồn, chỉ công có Phật kỳ chỉ tôn rước về. Ác nhân quỷ sứ giữa kề, giam vào thập điện khảo tra nhiều bề. Chẳng khác trên cõi ở trần nơi, có tội hành phạt khi mang tha trở về. Dương trần con cháu bỏ bê, cho nên đôi khác nhiều bề thảm nhi thương. Linh hồn quỷ trách gia nương, mới đem con cháu thế cho ngũ hành. Nói rằng đói rách chẳng lành, xin bà làm phước kỳ thế mà cho tôi. Ngũ hành xem thấy thương ôi, thương người đói rách đi đứng ngồi nào ăn. Dương trần sao chẳng liệu toan, sống sao thác dày khác nào ở đâu. Khuyên trong già trẻ mà
tâm tỉnh lại ăn năn kẻo lầm. Cái ác tùng thiện nhất tâm, tới cơn bác loạn quan âm như cứu rài. Dầu cho mỗi mệt mấy ngày, cũng không than trách cầu thần thiên tâm. Huệ lưu chẳng kể ăn nằm, cầu cho cõi thế nguyên răng bền lòng. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát giải thoát cứu trần, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị, tiếp theo đây là cuốn thứ 9. Nam mô A Di Đà Phật. Hạ quan tuất cư hỡi đổi dời, Ngọc Hoàng hội nghị lập đời thường quân. Dương trần đâu rõ nguồn cơn, ruộng trâu hao tổn nhân dân chẳng lành. Hạ quân như sợi chỉ mạnh, sao không tu niệm tranh giành làm chi. Phật khi trời tiên thánh sâu bi, cậy ông sư dạy mau đi giáo truyền. Sư dạy vội vã cần, đi hết đi khắp cả cõi trần giáo khuyên. Thương ông sư dạy nhọc nhằn, sao thân chẳng biết mấy thân dưới trần. Hạ quan nhiều kẻ vô nhân, chẳng thương sư dạy nhiều lần lao đau. Người còn chẳng luận nghi công lao, xả thân vì đạo rao cho dân tường. Giáo khuyên khắp hết bốn phương, ai nghe thì lại mến thương vô cùng. Như ai có muốn làm gì hung, thì là ông lại giả hùng đi xin. Thân sau thân lại linh đinh, và rồi lại cực thân mình biết khi bao. Tới đâu thấy những hùng hào, ít ai kiên để ồ ào chê bay. Lại còn diễu cợt cười chê, điên khùng nào phải thần tiên đâu làm. Thấy đời tôi lại xót xa, tôi thề hết tiếng nghĩ cho trần hạ tinh. Thương đời dài đã hết tình, ráng mà nghe lấy bàn kinh mà thờ.
dài từ chân tóc môi tơ, cớ sao lệ thứ làm ngơ không cần. Dạy cho tu lấy cái thân, không phải tôi biểu tu cần cho tôi, có tu sao đặng ngôi cao, ai mà khi dễ lượng biến ghi vào. Thuở xưa là giặc ô sao, bây giờ là giặc khi nhất tàu tranh dương. Nói cho thiên nghĩa đặng tường, sáng bà tu niệm khói ở đường đau binh. Giặc kia phía bắc kia chiến ở chinh, tu nhân thì đặng thần linh hỗ trì. Chớ đừng nghĩ sức đoan kình, rồi sao than trách nói mình không hay. Phật biểu truyền khắp Đông Tây, chẳng nghe không kể bây giờ trách đi ai. Tôi là ông sải bán khoai, bán gạo ông trường ai ai cũng lầm. Ghé cuối đi kiếm mà dư trăm, tôi đâu tài